cà phê. Vui lên nhưng mà chỉ được 10 đến 200 nghìn thôi nha. Không, cứ anh thua thì chạy, chán thì chạy. Thứ nào chứ nghỉ, anh cứ nghỉ mình. Một. Đường hay quá. Vì anh em ông yên tâm. Một. Bánh mì thưởng luôn. Vì chính bản thân mình không gì hay bằng vì chính bản thân vì mình. Anh em một thì đây xong rồi. Anh em không người to bằng mình được. Cái gì cũng thế. Chúng ra độ thì ai ăn được tiền của Tung phải không? Sao? Tôi ủng hộ rồi. Rồi ủng hộ thì cứ mình cứ nói thế hả? Ông ai đánh cờ phải được lói nhá. Đánh cờ phải được lói thì nó mới bay được cờ. Nếu không lói thì làm sao mà đánh được cờ làm sao nó bay được, anh hả? Đánh cờ phải được lói cờ nó mới bay được. Đấy, cờ lói được lói là anh em cờ nó bay ngay, anh hả? Cờ được lói là cờ nó bay ngay. Rồi hết. Rồi trả lời. Cuộc đời này anh dành cho em đam mê đắm say kiếp kiếp, 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 kiếp em kiếp. Ơi còn đâu chi nữa em ơi, tưởng hay quá. Trời ơi khen trường anh thường ngày thế. Khen trường anh thường ngày. Ôi ta tắt máy điện thoại đi em, xem ai tắt khẩn trương ông ơi. Anh tắt rồi, em đang làm. Ông ơi quanh thế này thì chết rồi thường ơi. Anh nghiệp linh, quá. Có linh nào nó gọi. Linh nào bây linh giờ rồi. Bây giờ linh gì. Tưởng hay quá. Cái thuốc cho. Đây. Lại về lại. À, có rồi. Nhưng mà tưởng hay quá, tưởng hay quá. Tao ăn cho bao lại. Tưởng hay quá. Lại lối cũ tao về, tao đá đúng cái bài lối cũ tao về à. Lối cũ ta về. Một như nhỏ là thương mà đang như này thì làm sao không một mới lạ. Đấy, anh em mình tình cảm à. Anh em đi cây tượng nhá, tượng đi nó phải đàng hoàng nhá. Tượng đi thế là thua đấy nhá, không? Quá. Tượng thế là không được, ăn nhiều. Còn em có thể gọi chung là vườn cổ viên cuồng nhiệt nhất đất Việt là được không? Cũng khả năng là thế. Tượng hay quá. Thế em đi làm việc này cũng tương lâu anh thì anh rồi. Khen em thì khen nữa đi hiểu không? Đi. Có cái tiêu đề đấy anh em ơi. Đây khen một quá. Tương một. Cầm cây nào đi cây đấy nhá, nguyên tắc nhá. Cầm cây nào đi cây đấy nhá. Đây. Tự nhiên đến đây thì ai mà đỡ được. Đường bảo rồi thì tượt làm trường nào. Đường bảo thì tượt làm nào được. Ủa trường bạn Minh kia mà. Chiếu tưởng hay quá. Thượng tướng. Đó là cục gạch mà lại không phòng thủ được. Cục gạch này. Ê thì bừa ơi. Vợ ai vói. Lại biệt trường tôi đến nhà Tân nhá. Tân cầm quân đỏ. Một. Một thì tin à? Anh cha tin em thế nào không? Cha tin thế nào? Đó. Đúng rồi. Chạy. Ăn đi, ăn đi. Ui cờ anh em yêu quá nhỉ? Yêu quá, yên tâm. Cứ yêu quá nhỉ? Vừa chưa? Cứ đi vừa chưa? Ờ, mất mai này. Ờ, mai không? Ờ, mai. Ồ, đâu ai bắt liên tục à, bắt được à cái gì đấy bây giờ nó bắt nữa à, bắt được quân của ông có cắn ừ. Có cắn nữa cắn 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 pháo nhầm thì ra châu pha này châu pha này
Đi ra châu pha. Đi ra châu pha. Ăn này, ăn này. Anh em sướng không? Sướng người like đi. Toàn trận đỉnh cao nhá. À. Cứ từ từ đã. Đó. Việc đâu nó sẽ có đó. Đó. Đã. Cứ từ 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 ấy. Anh em mình từ từ đi, lúc này không đi. Đó. Từ từ ấy ạ. Pháo 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 pháo. Ôi mẹ rồi. Pháo. Nhiều cây có mồm mình quá nhỉ. Ôi trời ơi. Nhiều cây quá. Nhiều cây quá. Ôi anh ơi đừng chấp em cây. Đừng. Ôi ôi. Giết đã. Tránh mồm chó vào ngựa. Tránh mồm chó vào ngựa. Tránh mồm chó vào ngựa. Đó. Một. Một rồi. Vào trong sáng. Nhiều mẹ. Đổi đi em ra quay được. Bây giờ nhá, ba ván bên này, ba ván bên kia, ba ván đổi chỗ nhá. Bốn ván nhá. Bốn ván đổi chỗ một lần. Hai ván đổi chỗ một lần nhá. Hai ván đổi chỗ một lần nhá. Quải lắm, thua cái là đổi tay nhá. Giờ thắng giao mà. Ai nói gì đâu. Chắc chủ quân cao quá mà. Ai được cái này rồi. Cường ơi, hay quá. Cường ơi, xong rồi, trường lời cho em trẻ cho cả tàm đi rồi. Một. Tôi với Trung vẫn thế nhỉ? Ừ, anh đang thua một. Anh em mình cứ thế mà tính rồi. Em nghĩ lắm. Anh em mình không có đường xa chưa luôn. Không. Nhiều mới chạy à? Không? Như đi buôn rau. À, như đi buôn rau. Thật. Trường bạn tôi cơ mà. Ghét đâu tâm mập. Giết ông Tân Mập. Chào mừng các bạn đánh với trận cờ uống bia giữa Tôn Thất Nhật Tân và Lại Việt Trường. Ai thắng thì được uống bia xuồng. Nhiều bia. Rất nhiều bia. Bình luận viên. Sách này là không có sách. Chúng cá rán. Đúng rồi, mình phải đánh sách. Anh Tân, anh ấy là danh thủ, anh ấy hay đánh ấy kiểu cờ Trung Quốc kìa nhá, nhiều sách. Mình trời danh sách không biết sách được. Mình ra rồi Trường mình ơi ra, mình ra mình lắm rồi không phải rồi. Không mình ra lắm rồi Trường ơi về mình ra rồi Trường mình ơi ra rồi, mình ra rồi không chú mình ra rồi ôi yêu quá yêu quá yêu quá yêu quá biến này anh em chém gió đây biến này anh em hay quá Trường hay quá Trường hay quá con mã của Trường như con rồng còn con mã của anh Tân như con ếch đây 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 ở đây có đây luôn này anh ơi luôn mà ngay này anh ơi theo nhận định của tôi là có mã lương của anh mà ngay luôn này mã của Trường của bố mẹ bố mẹ tham hồ một tớ ôi ôi tham hồ này một tớ mày có lời của mày cả tủ đấy nhá của nó cả về tượng à về tượng à mình mới dùng về tượng à về tượng à về tượng à của nó cả mã của Tân như con mã của Tân như con ếch ngã của Trường như con rồng con hồ như ngựa xích thô khi người yêu đã bỏ này thì hát này thì hát này được rồi cứ lên hà mà đứng đang dẫn đánh kiên nhẫn bình thường mày phải nghe tao trời ơi võ công không võ biết công, thôi cao rồi, cường không? Đứng im phải không bây đúng giờ anh em mình đấy không? Tự cuống ông hiểu chưa mấy ông này là anh em mình tự cuống không học bài tự cuống không anh em hai ta đang đơn côi à đơn côi à đơn côi à đơn côi đi anh em rất nhẹ nhàng thôi ôi rồi được ăn để quên hay quá nên mấy nước bỏ mẹ hát hay mới bỏ mẹ chứ gì hay à hay quá buồn ơi một nhưng là rồi một thôi đã thì người yêu đã bỏ ta đi quá ta này biết hát à biết hát này. Đây này biết hát đánh nó chưa hát thì chưa đâu vào đâu. Đánh biết hát này thì hát này, biết thế nào là sức mạnh của quân giải phóng chưa? Biết thế nào là sức mạnh của quân giải phóng chưa? Không được rồi. Không được rồi. Nhà nhẹ nhà anh em quá. Chả biết gì. Không biết được đừng hỏi. Đừng hỏi em, nếu em thích anh sẽ cho em. Bi ơi đừng hỏi. Của anh hỏi em gì? Buồn ơi xin chào đi. Buồn ơi hãy đến với ta. Mình đúng là làm phải dạng nghề huấn luyện viên phải mình nhìn chính xác tận. Nhìn cái gì mà nhìn? Vừa vả. Buồn ơi thế nhân là. Em là bình luận viên chân chính thế này. Anh em có nghe thấy không? Nghe rõ không?
buồn ơi yêu thương là buồn đi. Đúng này. Rồi, hồ buồn. Thần nhập tượng khẩn trương. Làm cái gì buồn. Buồn ơi ta đang là nó. Lẻ loi. Cao quá, sao đi ngu thế? Thế? Mày em ngu thế nhở? Sao đi ngu thế? Ngu quá. Ở đây hả? Phải mày mới nói là cái chê này. Rửa mặt ngay, rửa mặt như là bánh tráng. Như là quá bánh tráng. Trường ơi, đi bừa trường. Ê, mẹ tính sao? À, như là này này. Như là bánh tráng. Hầm chiếu này mày. Má, hầm chiếu. Đó, hầm chiếu này. Chiếu nè. Đấy thôi mày. Đấy lại còn lấy thuốc của Quân Minh ở trên này. Không ra vả cờ anh em mình cao. Cờ anh em mình cao sợ gì. Ra mà sợ chấp một xe. Chấp hẳn một xe à? Bữa mẹ rồi hỏi gì mệt người đấy. Đấy. Ờ này là bữa rồi bị họ